Chào cả nhà rất thân mến nha. Quay cho cả nhà xem ca nhấn mí vi điểm collagen mới vừa thực hiện xong đây. Mí này là mí xài vĩnh viễn luôn nha cả nhà. Quay sát cận cảnh cho cả nhà mình xem đây. Đây, hai mí vừa mới thực hiện xong đây. Nhìn rất là tây nha. Nhìn rất là tây, rất là đẹp. Đây cả nhà ha. Mới vừa thực hiện xong luôn, không hề sưng, không hề bị bầm, không hề vấn đề gì hết luôn. Đây cả nhà nha. Mí này là xài vĩnh viễn, không bao giờ mất mí nha cả nhà nhé. Nhưng mà ví dụ sau này mình lớn tuổi, lớn tuổi khoảng 10 năm, 20 năm sau á, thì ví dụ như da mình có bị chảy xệ hay hoặc là lên cân quá mà nó dư mỡ hoặc dư da, thì mình có thể là đi nâng cung mày, đi nâng cung mày, hoặc là mình cắt bỏ cái phần nâng cung mày, là cắt bỏ phần da dư, thì làm mí này vẫn sử dụng được lại, xài vĩnh viễn luôn, không cần phải làm mí nữa đâu cả nhà nha. À, mình cho cả nhà biết luôn là bạn này đã từng đi làm mí chỗ khác nhưng mà không đạt yêu cầu, thì hôm nay đến đây cô Thắm sửa lại. Đây cả nhà ha, mình cho cả nhà xem mí bạn này đã từng làm rồi ở một nơi khác nhưng mà không có đạt yêu cầu, bị sụp mí trở lại, mất tiêu mí luôn. Đây cả nhà nha, đây là mí của bạn này đã từng đi làm nơi khác nè cả nhà. Nha, thấy rõ, để mình quay lại đây. Đây đã từng đi làm nơi khác rồi nhưng mà do kỹ thuật không đạt nên mắt bạn này sụp trở lại, bệnh mất tiêu mí luôn. Đây nhìn rất là, nhìn bụp ha, và nhìn rất là già luôn cả nhà. Sau khi mình thực hiện xong là nhìn bạn này trẻ ra ít nhất 2-3 tuổi. Đây cả nhà nhìn nè, mình sẽ quay từng mắt cho cả nhà xem để so sánh mới thấy dễ thấy hơn nha. Đây cả nhà thấy không, mình cho sáng lên một tí xíu, này hơi tối, chờ tí nha, mình cho ánh sáng sáng lên một tí cho dễ nhìn thấy. Đây cả nhà, mắt một bên là nhấn mí ở một spa khác, làm không đạt kỹ thuật, bị sụp mí đây cả nhà, và hôm nay cô Thắm vừa điều chỉnh lại đây. Đặc biệt mí này thì mình xài vĩnh viễn nha cả nhà nha. Sau này lớn tuổi chỉ cần đi nâng cung mày hoặc là cắt bỏ bớt phần da mí thôi, hoặc là bỏ bớt mỡ thôi, nhưng mà khó có bị mỡ lắm, là do cô Thắm có sử dụng qua công nghệ laser để loại bỏ cái phần mỡ cho bạn này luôn, cho nên là bạn này sẽ xài vĩnh viễn, không cần phải thay đổi mí nữa nha. Mình cho bạn này mí tự nhiên chứ không cho bạn này mí quá to, nhìn sẽ rất là dữ. Mí này thì nhìn rất là trẻ, rất là tây cả nhà nha. Tiếp tục mình cho các bạn xem mí mắt bên kia nha. Đây cả nhà, mí mắt bên phải đây. Mí mắt bên đây do mình thực hiện trước nên nó có thể là có phần nó hơi căng hơn bên trái tí xíu. Thuốc tê thì còn chưa tan hết nên mí mình có cảm giác là nhìn nó hơi to, nhưng mà thật ra là ngồi dậy thì nhìn rất là tự nhiên. Cái này đi làm việc luôn nhé cả nhà nhé, không cần nghỉ việc, bởi vì không thể nào biết mình mới đi làm mí cả nhà nha. Đây cả nhà nhìn đây rất là đẹp ha. Em cho chị hỏi, trong quá trình chị làm em có cảm thấy đau gì không em? Dạ không chị. À, so với lần trước em làm ở spa khác thì em thấy có khác nhau hoàn toàn không? Lần làm em hơn. Em có biết là chị thực hiện trên mắt em không? Dạ không. À, đó cả nhà ha. Và hoàn toàn không đau, không biết là cô Thắm đang thực hiện luôn, có nghĩa là rất là êm, hoàn toàn không sưng, không bầm, không gì hết luôn nhé cả nhà nha. Đây mình cho cả nhà xem hai mắt đây, nhắm lại chị tí cưng, đây bỏ lên cưng đó cả nhà ha. Ở đây mình có áp dụng luôn công nghệ laser cho bạn này, nhấn mí collagen kèm với lại phương pháp laser luôn ha cả nhà ha. Mình sử dụng cái bước sóng ánh sáng, bước sóng của laser á, để làm cho tan mỡ mắt bạn này luôn, không cần phải lấy mỡ mắt, thủ công cả nhà ha.
rất là đẹp, rất là tự nhiên luôn. À, mình cũng nói luôn cho các bạn nào mà muốn đi nhưng mà do dự thì tranh thủ đi làm đi nha. Tại vì đến năm 2020 là cô Thắm sẽ lên giá 4 triệu. Còn mắt bạn này là hiện tại vẫn còn giá 2 triệu nha. 5 triệu giảm giá còn 2 triệu. Đến năm 2020 là sẽ lên giá 4 triệu cả nhà nha. Đây là công nghệ mới nhất. Cho cả nhà mình so sánh đây. Mí mắt phía trên là do là chỗ spa khác làm không có đẹp. Đến đây cô Thắm sửa lại đây cả nhà nha. Làm xong mí mắt này, nhìn thấy bằng này trẻ ra 3 tuổi luôn. Mắt bụp thì nhìn mình sẽ già đó nha, nhìn giờ mình sẽ rất là già. Đây mình quay cận cảnh sát một bên cho cả nhà xem đây. Bạn này có thể đi làm việc luôn, không cần nghỉ việc đâu nha. Mình sẽ để hai mắt cho các bạn so sánh. Đây. Đây cả nhà nhìn đây. Khác biệt hoàn toàn 100% ha. À, mí vĩnh viễn này nhìn rất là tây nha cả nhà nha. Chịu khó vài bữa đi nối lông mi nữa là nhìn rất là tây luôn ha. Đây cả nhà nha. Hai mắt nè, so sánh đi hoàn toàn khác nhau ha. Không sưng, không đau, hoàn toàn không chảy máu. Và xài vĩnh viễn luôn cả nhà nha. Quay sát cận cảnh một bên cho cả nhà mình xem, nhắm lại cơ. Nhắm lại. Đây. Đây ha cả nhà, mình có tạo điểm nhấn bằng laser đây ha. Mình sử dụng sóng vô tuyến RF để loại bỏ cái phần mỡ trên mắt bạn này. Và sau đó mắt bạn này xài rất là đẹp. Mở mắt lên cơ. À, mình nói cho cả nhà biết luôn, mắt mình nếu như mà dư da nhiều quá cũng không đẹp, mà dư mỡ nhiều quá cũng không đẹp, mà nếu như mà ít mỡ quá cũng không đẹp nha cả nhà nha. Ít mỡ quá thì mắt mình nó sẽ không có tạo một cái mí lên, nó không có rõ đường mí ha. Nó sẽ mắt bạn nào mà lấy mí thủ công á thì khi mình nhắm lại nó sẽ không khép lại và rất là xấu. Còn đây là loại bỏ mỡ bằng công nghệ laser cho nên mắt bạn này rất là đẹp, rất là tự nhiên cả nhà ha. Đây, nhắm lại. Rồi xin cảm ơn cả nhà đã theo dõi nha. Xin chào và hẹn gặp lại ha.